Chào các bạn, giờ là trời đang mưa nhé. Mưa lâm râm, giờ mình ra rạch này nè. Câu mấy cái chốt đây. Trời mưa, nó trời chỉ mưa đó, xe lét trống á. Mưa cái chốt nó ăn nhiều lắm á. Không lấy dây luôn. Cái chốt lồng tông. Thôi. Cái chốt bự đây, cái chốt bự các bạn, cái chốt kia rạch đó, cái chốt trứng, cái chốt trứng không có mùa mưa trứng nè, chết chết à, gỡ đi chụp nhớ quay hình đi. Đó là cái chốt tiền. Cái chốt xong nè, cái chốt xong. Anh chết chết à. Cá chốt xong nè.
Rồi cái chốt này mập lù luôn. Cái cánh của nó rồi. Vô thùng. Nhưng tôi cũng hết bò được rồi, nó bị cắt đầu rồi. Trước sau ngày mùa mưa á, nó nhiều lắm. Mưa, vừa mưa thì cá chốt nó nhiều lắm. Chốt về mùa cá chốt đẻ mà. Trứng không luôn á. Nay câu thử cứ bao không con à. Tại rạch thôi cũng khó ăn. Giật toàn sấy không, chắc lưỡi câu giỡn quá. Phải chiều các bạn, gió thổi veo veo luôn, mưa mà. Nay 4 giờ chắc 5 giờ mấy rồi. Bạn coi nha. Gió thổi veo veo, giờ ra ngồi câu giải trí rồi chơi luôn. Chiều các bạn, chiều ở miền Tây nó nhìn bờ đê mình ra mình ngồi với câu mấy cái đường này giải trí chơi đã. Câu cá chốt, cá lồng tông đồ. Không cần câu nhiều ra ngồi câu chơi nữa. Giải trí chơi cũng được. Chốt có chốt con. Cái tẹo à. Chốt này cũng ăn được, cũng ăn mồi nữa, cũng dính được. Mà cái chốt bị nhích, chích nhích cơ thôi rồi luôn á. Chốt này là nhỏ nhỏ mà chích nhích khủng khiếp luôn á. Cái ảnh đó là nó ghê chưa nè. Ở chỗ này cá chốt hà với cái rạch này cá chốt nhiều lắm á. Trời ơi, đó chạy xuống xuống ở đó trời. Ta thấy ngoài đó. Đó. Ra chỗ đó con hơi con gì mà ngăn mẹ cho rồi giải quá hết màu luôn rồi.
đường con có rau đồng với mấy con cá chốt nè, mọi gì khoan luôn. Câu con hay con nó đi về, cá nó ngậu quận kìa, đang gom hay gì á. Mới câu cái rau đồng kiếm con hay con nó vô cho ăn luôn á. Thôi chiều rồi, tối cũng tối rồi, rồi ta thấy rồi, mình đi về thôi. Ta đặt giỡn rồi kìa. Ta đặt giỡn rồi. Về kho cá ăn đi. Không còn tươi. Nó xin rồi đừng cho dịch. Vớt mặn cà phê luôn đi. Cái sạc hà trong nữa. Hết thì đem về đây. Chút mà kho chứ nhiều quá rồi. Cứ mỏng mỏng khô đại nữa thì tư hai ba xô cà chua con giam bắt đập sợ cái này quá. Cái chốt này ăn được, cái chốt này bự con nè, chốt bự không. Cái gì? Cá rô qua chừa lại không chết.
chết có phi rồi, hả chết đi chứ. Rồi thay nước luôn đi. Còn có phi nhỏ không thả hả? Cái phi nhỏ thả đi. Chút thả hả? Cái phi đó nhỏ xíu à. Thằng qua mạng người ta. Chút vô kho. Đây, bữa cơm chiều ở miền Tây. Mấy cá câu chiều với chài lúc sáng. Chài lúc chiều lúc sáng có nhiều đó. Có cái trê. Cái chốt kho tiêu nha. Cái chốt kho tiêu. Tiêu ngon lắm ạ. Sương không ạ? À? Từ hôm mà dịp nó mừng heo tới nay á. Cái cơm chiều nha. Ăn canh là dưa. Có canh chua, cá kho. Chốt kho tiêu với canh chua, cá trê kho nấu canh chua. Bạn dùm tay nghe nồi cơm là to đùng, ăn thoải mái luôn nha. Ở dưới chợ nấu cơm có chít không phải nấu vậy đâu. Không có thiếu cơm đâu. Thiếu gì thì nhiêu cơm nên thiếu. Thì nói ở quê ăn cơm thoải mái luôn, không có thiếu cơm. Bởi ăn có hai ba người ăn mà cho ăn cơm á. Con trái giờ con trái nằm có đổ bỏ cho cháu. Đây ngoại nha. Có bà già. Cơm nóng lên khối luôn. Bữa ăn cái cơm cái này. Ăn đi. Con trai ngon quá. Ừ, con trai con thích. Mà lần nào không bỏ cháu ăn thầm. Không ai ăn thì phải bỏ cái gì đó. Canh chua với muối ớt vậy á. Ớt cái gì mà. Canh chua này canh chua chuối cây nha. Cây ngon lắm. Chua rập ghém á. Họ kêu một chuối cây, họ kêu rập ghém. Đi là cái chốt vào chiều nè. Bự bự có trứng. Này cái trứng các bạn. Có trứng nè. Thôi giờ mình ăn cơm. Ăn đã trứng rồi hả? Cơm buổi chiều miền Tây các bạn. Thôi giờ ăn cơm ạ. À. Đói rồi.